Tiềm thức là gì? Từ tiềm thức thường được dùng để miêu tả cái gọi là vô thức mà mình đã giải thích qua ở một bài gần đây. Tiềm thức và vô thức cơ bản khá giống nhau, nhưng tiềm thức là một cái rộng và sâu hơn, vượt qua tâm trí thông thường của con người. Định nghĩa của tiềm thức đó là tâm trí của linh hồn. Tiềm thức không có giới hạn, nó là cửa ngõ thông tin. Giữa tất cả các kiếp sống của một người đã trải qua, bao gồm tổng hợp tất cả các trải nghiệm, các kiến thức và kỹ năng đã từng học và thuần thục. Vì vậy, nếu bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực A trong quá khứ, thì nhiều khả năng kiếp này bạn làm nó rất dễ dàng, hay nói cách khác là có tài năng bẩm sinh và dễ bị thu hút bởi lĩnh vực đó hơn. Tuy nhiên, một linh hồn luôn muốn nhiều trải nghiệm nhất có thể, vì vậy nó mới tạo ra một thứ thường được gọi là màng ngăn. Màng ngăn này là một bức màn tre giữa tiềm thức và tâm trí của con người. Khi một người được sinh ra, nó sẽ làm cho con người mắc chứng quên đi tất cả những gì đã được biết trước đây. Điều này giúp cho một linh hồn có thể tập trung vào những trải nghiệm mới mà tâm trí con người không bị ảnh hưởng và sao nhãng bởi những bài học, trải nghiệm hay nhân tính đã có trong quá khứ. Có một số kỹ thuật để có thể vượt qua một phần của màng ngăn này như thiền định, thôi miên tiền kiếp. Tuy nhiên, một người không nên quá chú tâm vào các kiếp sống trước đây, mà hãy tập trung sống tốt nhất với những gì đang có hiện tại để trải nghiệm nhiều bài học mới cho linh hồn tiến hóa. Khi linh hồn đã tiến hóa cao, bạn sẽ không cần phải đầu thai để học các bài học nào nữa, hay nói cách khác là thoát khỏi luân hồi. Tiềm thức suy nghĩ như thế nào? Tiềm thức cũng có cách hoạt động khác hẳn với tâm trí nhị nguyên, đó là ý thức linh hồn, không có phân biệt đúng sai hay phán xét, mà tiềm thức luôn nhìn một việc qua góc nhìn của các lựa chọn, tức là từ lựa chọn A dẫn đến lựa chọn B và lựa chọn C xuyên suốt cuộc đời của bạn. Vì cuộc sống có vô tận các khả năng khác nhau, từ tiêu cực đến tích cực nhất, một linh hồn muốn tiến hóa cần trải nghiệm tất cả các mặt đối lập này. Vì vậy, nếu kiếp này bạn lựa chọn đi theo một hướng cố định, thì nhiều khả năng kiếp tiếp theo bạn sẽ chọn hướng ngược lại với cùng một tình huống tương tự để trải nghiệm toàn bộ tính hai mặt của nó. Điều này có nghĩa là nếu kiếp này bạn sinh ra trong gia đình giàu có, thì kiếp sau bạn thường chọn sinh ra trong nghèo khó để hiểu giàu và nghèo là như thế nào. Nếu kiếp này bạn giết người, thì kiếp sau bạn sẽ trải nghiệm bị giết là như thế nào. Tương tự, đó là các trải nghiệm về giới tính, chủng tộc khác nhau, vân vân và vân vân, sao cho linh hồn có thể hiểu biết đầy đủ nhất. Các chủ đề thường được gọi là tâm linh, đa phần là các trải nghiệm của một người đối với tiềm thức của người đó. Vì các trải nghiệm này thường không được lý giải một cách có hệ thống và khác biệt dựa theo niềm tin mỗi người, nên những gì con người không hiểu rõ được gán cái mác là huyền bí, tâm linh. Thực ra nó khá đơn giản, dễ hiểu và khoa học. Nhận biết hoạt động của tiềm thức như thế nào? Vì tiềm thức là tâm trí của tất cả những kiếp sống trước đây của một người, nên nó hiểu và luôn giúp đỡ bạn trong quá trình sống. Khi bạn đối mặt với các khó khăn hay vấn đề của cuộc sống, tuy nhiên, tiềm thức không phải là ý thức, vì vậy, nó sẽ không nói chuyện trực tiếp với bạn hay bằng hình ảnh hoặc suy nghĩ trong đầu, mà bằng những cách tinh tế hơn nhiều, và bạn cần để ý điều này. Cách đầu tiên và thường gặp nhất của tiềm thức chính là những giấc mơ. Thông thường các giấc mơ lan man chỉ là những phỏng chiếu của tâm trí con người với những dữ liệu cần phải xử lý. Còn giấc mơ từ tiềm thức là cái rất khác. Khi tiềm thức muốn giúp bạn xử lý một vấn đề nào đó, nó sẽ gửi bạn bằng những hình ảnh, khung cảnh trong các giấc mơ, xảy ra liên tục và giống nhau đến khi nào bạn tiếp nhận
và hiểu được những gì tiềm thức muốn truyền tải mới thôi. Một số giấc mơ có vẻ rất kỳ lạ với những địa điểm hay khung cảnh mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Nó chính là những ký ức mà bạn sống trên những hành tinh hay cõi giới khác mà có những sự kiện tương đồng với vấn đề hiện tại mà bạn cần giải quyết. Một số giấc mơ thì đến với bạn từ tương lai, như là điềm báo, sự kiện quan trọng bạn cần để ý, nhất là với những người già, khi họ có thể biết được thời điểm chết của mình. Tiềm thức cũng có một số cách nói chuyện với bạn. Tinh tế hơn, chính là những thông điệp hàng ngày được gửi tới bạn qua những con số thiên thần, bài học bạn thấy trên phim ảnh bạn xem, một bài post trên mạng, hoặc một số thông điệp được ẩn giấu trong các tác phẩm giải trí. Một khi bạn đã học được cách quan sát và để ý mọi thứ xung quanh, bạn sẽ thấy rằng thực ra cuộc sống của bạn rất dễ dàng nếu bạn chú ý đến những điều này, vì tiềm thức có trí thông minh vượt xa tâm trí bình thường của bạn. Tiềm thức có giác quan nào không? Tiềm thức của bạn cũng có một giác quan vô cùng đặc biệt, thường gọi là giác quan thứ 6 hay trực giác. Khác với các giác quan còn lại của tâm trí, trực giác không có logic hay bằng chứng gì để bạn biết một thứ. Bạn không thể giải thích được nó, nhưng bạn tự biết mình cần phải làm gì thông qua cảm nhận của riêng bạn. Nhiều khi bạn biết một thứ là không đúng, nhưng linh tính của bạn mách bảo bạn có nên làm điều đó hay không. Bạn tin vào linh tính, bạn thành công. Trực giác là giác quan mạnh mẽ và thông minh nhất của con người. Vì vậy, bạn cần học cách để nghe theo trực giác của mình. Thông thường những thứ trực giác mách bảo với bạn là những thứ điên rồ và bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại để thực hiện nó. Vì vậy, nó cũng là lựa chọn khó khăn nhất của một con người, nghe theo lý trí hay trái tim của mình. Vậy làm thế nào để học cách nghe theo trực giác? Đó chính là những thứ bạn cảm nhận được về cuộc sống. Thông thường, tất cả những thông tin bạn được tả về mọi thứ không phải là sự thật, với đầy đủ những thông tin trái chiều cùng các bằng chứng khác nhau. Để biết được sự thật, bạn cần học cách cảm nhận. Khi bạn học được cách cảm nhận cơ thể của mình, bạn sẽ không bị bệnh. Bạn học cách cảm nhận trái tim của người đối diện, bạn biết người đó là người tốt hay là xấu. Bạn đọc một thông tin gì đó trên báo, bạn thấy nó có gì đó sai sai. Khi bạn học được cách cảm nhận mọi thứ xung quanh, bạn thấy nhịp điệu của nó và biết khi nào mình cần phải làm gì mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm là cảm nhận và cảm xúc. Cảm xúc con người chỉ là quá trình phản ứng máy móc của tâm trí với các sự kiện xung quanh. Ví dụ, bạn có một hệ thống niềm tin xác định. Một sự kiện sẽ làm bạn có cảm xúc vui, buồn, phấn kích, giận dữ hay đau khổ. Tất cả các cảm xúc này là phản ứng máy móc của tâm trí. Điều này có nghĩa là chỉ khi tâm trí bạn yên tĩnh, bạn bình tâm và tĩnh lặng, lúc đó bạn mới có thể cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác biệt, từ đó bạn mới có thể nghe được trái tim của mình. Kết nối trực tiếp với tiềm thức như thế nào? Để kết nối với tiềm thức, bạn cần phải tắt tâm trí đi và đi vào trạng thái thường được gọi là deep trance hay thôi miên sâu. Có rất nhiều phương pháp thôi miên khác nhau và thường gặp là thôi miên tiền kiếp. Bạn có thể tìm hiểu thêm. Các phương pháp thôi miên thực chất là tự thôi miên, với người thôi miên là người hướng dẫn và giúp đỡ để quá trình dễ dàng hơn. Người xưa thường tự thôi miên bằng cách chú ý tới một vật nào đó, như là nhìn lâu vào trong gương, tập trung vào hơi thở thiền định hoặc tập trung vào một âm thanh nào đó. Khi một người đã đi vào deep trance, thì người đó có thể kết nối với thông tin tất cả các kiếp sống trước đây của mình, cụ thể đến từng chi tiết. Điều này có nghĩa là ta có thể tìm hiểu thông tin về tất cả các nền văn minh trước đây, xác nhận các sự kiện lịch sử, kể cả những người nổi tiếng nhất như là Chúa Giê-xu,
Phật, các nhà chính trị gia như Hitler, các vua chúa, hay kể cả những câu chuyện cổ về nền văn minh Atlantis, các hành tinh khác, lịch sử của trái đất, con người, hệ mặt trời hay cả vũ trụ. Các phương pháp này đã tìm hiểu và kiểm chứng từ hàng trăm nghìn người khác nhau, và tất cả đều cho một câu trả lời về cơ bản là như nhau, về cái gọi là thế giới tâm linh. Vậy bạn đã hiểu cơ bản về tiềm thức hay tâm trí của linh hồn là gì? Điều quan trọng là bạn cần hiểu và lắng nghe tiềm thức của mình, như là các giấc mơ, các cảm giác, thông điệp, và quan trọng nhất chính là trực giác của bạn. Bạn đã hiểu rõ trái tim, trực giác hay lý trí, bản ngã của bạn, và sự lựa chọn là ở bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bấm đăng ký để giúp kênh phát triển nhé.